Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc dạ ngày rời chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành tới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp noi đàng từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn mê, tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin kính thỉnh sư Pháp Thanh cho chúng con buổi pháp ngày hôm nay ạ. Con xin dâng mic lên ngài để ngài thử mic, rồi sau đó con sẽ đọc phần chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con kính chúc toàn thể đạo tràng một buổi học pháp được ăn vui tân hóa. Dạ con xin kính dâng mic đến thượng tọa Pháp Thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư hiện tọa, chư đại đức tăng trí đức, chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử. Hôm nay thì chúng ta học phần tương ứng bộ kinh phẩm thứ nhất và cái bài thứ 10 truyền phược. Bây giờ và cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài và cảm ơn, mời cô Pháp Nguồn Lào Cai Quan Hỷ đọc phần chánh kinh, và sau đó sư sẽ chia sẻ giải thích giảng giải rộng hơn để quý vị hiểu câu Phật ngôn. Xin mời cô. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ con xin phép được đọc phần chánh kinh ạ. Con cảm ơn cô Như Quang Cẩn đã cho bài ạ. Kinh Tương Ưng, chương 3, Tương Ưng Cô Sa Lá, phẩm thứ nhất, bài 10, truyền phược. Lúc bấy giờ vua Pá Xê Ná Đí nước Cô Sa Lá bắt trói một số đông người. Một số người bị trói bằng dây, một số người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng kiềm kẹp. Rồi một số đông tỳ kheo vào buổi sáng đắp y cầm bát thí để khất thực. Khi khất thực xong, đi khất thực xong sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, họ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, lá bắt trói một số đông người. Một số người bị trói dây, một số người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng kiềm kẹp. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, vua Pá Xê Ná Đí nước Cô Sa Lá bắt trói một số đông người. Một số người bị trói bằng dây, một số người bị trói bằng dây chuyền, một số người bị trói bằng kiềm kẹp. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ. Bậc có trí nói rằng, trói vậy không vững chắc, trói bằng sắt dây gai, kiềm kẹp bằng gỗ mộc, đam mê các dục lạc, với châu báu trang sức và tâm tư tưởng vọng hướng về con, về vợ. Bậc có trí nói rằng, trói vậy thật vững chắc, dầu trói buộc trì xuống, tế nhị và khó thoát, các vị trơn xuất ra, cắt đứt chúng lửa đôi, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi. Dạ con đã đọc xong phần chánh kinh ạ, rồi con xin được dâng mic đến ngài để ngài thuyết giảng bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con xin kính dâng mic đến ngài.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài, cảm ơn cô Pháp Nguồn Lào Cai đã đọc phần chánh kinh. Và trước khi vào phần giảng giải chia sẻ Phật pháp, kính cùng thỉnh chư công đức mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, tâm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo, Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức Pháp Thăng An chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái bài này đó, thì ở một số người mà họ bị phạm tội đó, thì họ bị cột trói, cột trói và bằng những cái sợi dây, dây rồi hoặc là bị ở đây cái dây chuyền, đây là cái những cái sợi dây xích đó, sợi dây xích, dây lòi tói, mình theo cái tiếng thông dụng ở ngoài đời đó, dây chuyền, đó là cái những cái khoen sắt đó, rồi họ nối nhau, người thì kêu dây xích, hay là những cái sợi dây xiềng, những cái sợi dây lòi tói, để cột trói những cái người phạm nhân mà phạm những cái tội lỗi nặng nề, đó, rồi hoặc là họ là nhiều cái loại, nhiều cái loại gông cùm rồi này kia nọ để mà họ cột trói trừng trị những cái tội nhân. Đó. Thì sau khi mà những cái vị tỳ kheo đi vào thành Sa Quế Thí khất thực, thì thấy những cái cảnh tượng đó, họ trở về họ mới trình bạch lên Đức Thế Tôn. Tại vì thường hồi xưa đó, những cái tội nhân mà tội lỗi mà nặng nề đó, thì thường là sau khi mà bị bắt rồi á, cột trói rồi đi diễu quanh cái trong cái thành, để coi như là nói lên cái người này phạm tội như thế này ha, rồi sẽ bị trừng trị, để gì, để làm gương để cho người khác họ thấy họ ghê sợ, để mà không có phạm tội nữa. Cho nên là những cái tội nhân á, mà trước khi mà bị hành hình á, là họ thường họ để lên cái xe, hoặc là họ bắt cái tội nhân á đi vòng trong cái thành phố, rồi sau đó mới đưa đến cái chỗ hành hình. Thì mỗi lần mà có những cái tội nhân mà đi diễu trong cái kinh thành á, thì bắt đầu nó gây xôn xao, người ta bàn tán tội nhân phạm tội những tội như thế này, bây giờ sẽ bị cái hình phạt như thế này, nha, bị tra khảo, hoặc là cái tội nặng nhất là bị giết bằng cách là
treo cổ hoặc là chặt đầu hành hình rồi chẳng hạn ha. Đó cho nên là mỗi lần có như vậy thì cả trong cái kinh thành nó xôn xao, rồi chư tăng cũng gì mà nghe ồn ào, rồi nghe người ta bàn luận ở trên đường phố đó, thì về mà bạch lại Đức Thế Tôn hôm nay là đi vô kinh thành đi trì bình cất thực thì gặp những cái cảnh tượng như vậy như vậy ha. Nói trình bạch lên với Đức Thế Tôn cái câu chuyện xảy ra ở trong thành Sa Quá Thí. Thì Đức Phật mới nói lên cái câu kệ ha. Thì những cái tội nhân này đó, mặc dù là bị trói những cái bằng cái dây thừng, bị trói bằng cái bị xiềng xích bằng những cái dây lòi tối, dây xích sắt hay là kia nọ đủ thứ những cái phương tiện đó, nhưng mà sao nhưng mà cái những cái loại cái dây này đó nó thấy vậy chứ đó. Những cái sợi dây xích những cái dây xiềng, những cái gông cùm mà cái người này mang đó, mình thấy nó nặng nề, nó chắc chắn vậy đó, nhưng mà có những cái dây đó, những cái dây vô hình mà nó trói buộc mình mà rất là bền chắc, còn gấp ngàn lần, gấp triệu lần cái sợi dây xích sắt hay là những cái gông cùm đó nha. Thì đó là cái gì? Đó là những cái triền cái nha, triền cái ha, hay là triền phược. Thì cái triền đây đó, cái triền đó nó là cái triền phược ở đây là nó có nghĩa của chữ Hán. Hán tự triền là cái sự che án. Ha, cái che án. Còn phược á là nó cột trói mình. Phược là cái sợi dây mà những cái sợi dây này nó cột trói. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu và về hai cái danh từ triền, tức là cái sự ngăn che, cái sự cản trở. Ví dụ là những cái quý thấy là những cái tượng mà tượng Phật ở ngoài lộ thiên đó, thì thường thường ta làm những cái để mà che ở trên cái kim thân Đức Phật đó, đó nó ngăn che cái gì, ngăn che cái mưa gió ánh sáng rồi này kia cái nọ đó ha. Đó là cái sự ngăn che lại. Đó thì khi mà những người mà đi tu tập á thì thường thường đó là nó có năm cái để mà nó cản trở để đạt đến cái sự chứng đắc các pháp thượng nhân. Nó làm cho cái tâm mà yếu ớt mụi lược, không có cái sự tiến bộ trong sự tu tập nha. Thành ra là gọi là triền là vậy đó. Thì cái nói về triền thì nó có năm thứ hay là còn ở trong kho tàng pháp học gọi là năm triền cái. Tại sao là gọi là cái? Tại vì á năm cái triền này á, năm cái sự ngăn che này đó, nó tiềm ẩn, nó tiềm tàng, nó ngủ ngầm ở trong tâm chúng ta. Chúng ta khó mà thấy được lắm ha. Nó ẩn tàng, nó ẩn núp ở trong cái nội tâm chúng ta đó. Nhưng mà đó những cái hạt giống này đó, những cái phiền não này đó, nó ngủ ngầm, nó ngấm ngầm, nó núp lén ở trong cái nội tâm chúng ta. Nhưng mà bất cứ khi nào có một cái điều kiện, nó gặp những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh thích hợp á, thì nó sẽ nhảy bổ ra và nó sanh khởi rất là mạnh mẽ. Đó, thì quý vị thấy rằng nè, có khi mà họ gieo
hồi hồi thời xưa, hồi thời xưa người ta làm ruộng bằng những cái giống lúa, mà cái giống lúa mà gần như là lâu ngày đó. Hồi xưa giống lúa thời xưa nó tới 6 tháng nó mới cho thu hoạch. Thì khi mà người ta thu hoạch rồi đó, thì người ta sẽ lấy những cái hạt giống đó, người ta rải trở lại, ta rải trở lại dưới ruộng, xong người ta cài bừa, người ta lắp để đó ha, để đó. À, nó cái hạt giống này đó, nó nằm sẵn ở trong trong đất rồi ha. Thì tới khi mà trời mưa đó, thì tự động những cái hạt giống này nó sẽ nảy mầm. Khi mà cái điều kiện thời tiết, cái độ ẩm nó đầy đủ thì nó sẽ nảy mầm, nó lên thành cây. À, cho nên là cái này là nó nằm ở đó nè. Mà cái quý hay là quý vị thấy, mà khi mà những cái người mà làm bánh á thì phải có những cái loại men, à loại men trộn vô trong bột á, để mà cho cái bánh đó nó phình lên, à nó xốp. À, hay là quý vị mà làm cái sữa chua đó, cái sữa chua thì sao, phải có cái hũ gọi là hũ cái, à phải có một cái chất men đó để xúc tác, để làm cho cái sữa nó trở nên chua ha. Đó, thành ra cái ở đây là cái đó đó, cái chất men hay là cái hũ cái để mà cái men, hay là cái những cái mà để trộn vô để cho cái bột nó có thể phình lên, nó ấy kia nọ đó ha. À đó, thì cái này nó là vậy. Thì cái đầu tiên hết là dục dục cái ở đây đó, tức là cái gì, cái ái dục, à những cái sự khao khát, à những cái sự khao khát thỏa mãn các cái dục lạc ở trong thế gian nè. Thì sao sở dĩ mà gọi là dục dục cái đó, là vì những cái dục này nè trải qua nhiều đời nhiều kiếp, à nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta. À thì quý vị trong cái 12 nhân duyên đó, 12 nhân duyên ở trung tâm của cái 12 nhân duyên này đó là vô minh giải ha. Vô minh giải thì cái ái ở đây đó, cái ái đây đó tức là cái dục, mà cái dục cái ở đây đó là cái ái này đó, là trong cái đời sống hiện tại ha. Mà cái dục cái này đó là nó tiềm miên, nó ẩn tàng nhiều đời nhiều kiếp ha. Thì cái đời sống hiện tại nó là ái, là tham ha. Nó giống như là cái hạt giống ha. Muốn có cái cây thì phải có cái hạt giống ha. Thì khi mà cái hạt giống này nó nảy mầm á, à nó mới nảy mầm là am những cái tham ái trong đời sống hiện tại đó. Thì cái ái trong hiện tại á, là nó từ cái dục cái này mà ra ha. Rồi chính những cái tham muốn ở trong đời sống hiện tại này đó, nó lại nuôi dưỡng lại, à nó nuôi dưỡng lại cái dục cái này cho nó mạnh hơn nữa ha. Cho nên á, sở dĩ mà tại sao mà khi mà chúng ta tu tập, ta bị khó có cái sự tập trung, có khó cái sự cản trở, có mà có trí tuệ, có mà giữ tâm được ở trên cái đối tượng là gì á, là vì những cái tiềm miên, những cái dục cái này nè, nó còn rất là mạnh nha, nó rất mạnh, nó ẩn tàng. Chỉ cần cái vị hành giả mất chánh niệm, à mất chánh niệm trong một giây phút thôi, là những cái truyền cái này đó, à nó nhảy ra liền, à
À, cái dục lục cái là suy nghĩ về những cảnh mà dục lạc ở trong thế gian, ha. Bắt đầu cái vị hành giả chánh niệm tỉnh giác ở trên đối tượng mà miên mật liên tục thì thôi, mà bắt đầu mà chỉ cần có sự uể oải, ha, mất chánh niệm tỉnh giác trong vòng một giây một phút thôi là bắt đầu nó nhảy ra liền, ha, bắt đầu nó cản trở, thôi trời ơi, tu chi cho nó cực khổ vậy, trời ơi, để ngoài thế gian để sung sướng không, ha, đó, chính những cái tác ý muốn thụ hưởng sắc thinh vị xúc của thế gian ấy, bắt đầu nó cản trở, à, cản trở, rồi, là nói về cái dục cái thứ hai là sân độc cái, à, sự sân hận, sẽ là những cái tác ý muốn gây tổn hại cho chúng sanh khác, à, là sân độc cái thì nó cũng vậy, những cái sân này nè, nó tìm miên, nó ngủ ngầm trong chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, hay là có nhiều khi á, à, có nhiều khi mình gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng nha, à, thí dụ trường hợp như hồi lúc mình còn nhỏ đi nha, thì à, có nhiều lúc á mình bị áp chế, à, có những cái sự việc mà nó xảy ra không phải do mình, à, nhưng mà mình bổn phận làm con mà, làm con làm cháu, cho nên ông bà hay là cha mẹ rầy áp á, cái quan ức này là, nhưng mà mình không có nói được, à, mình không có nói được, à, mình nói ra thì nói mày con cháu mà mày hổn thế này thế khác ha, cho nên là nhiều cái bực bội, những cái ấm ức này nè, ha, mà mình không thể nào mình ấy được, cái nó ẩn tàng, nó bị đè nén xuống, ha, đè nén xuống, bởi bây giờ mình nhỏ, mình bổn phận làm con làm cháu, giờ mình cãi mình nói không được, à, tức quá nhưng mà nói không được, à, thì cái sự bực bội này nè, bị đè nén kềm chế, nó nằm yên đó, à, nó nằm yên đó, nhưng mà không phải là nó mất đâu, à, khi mà cái vị hành giả mà tu tập đó, cái tâm bắt đầu nó có cái định tâm, nó lắng dịu rồi thì sao, những cái sân độc cái này nè, nó ẩn tàng ở trong nội tâm chúng ta, nó bùng phát lên, bắt đầu nó trạo hối, à, nó nhớ lại, giống như nước sôi đó, quý vị thấy nước sôi, à, những cái bọt từ ở dưới cái đáy ấm, đáy nồi á, nó sẽ trồi lên lên trên mặt. Tại sao? Tại vì bình thường mình mắc chạy theo cái trần cảnh, à, lúc đó cái tham nó mạnh quá đi, à, thì cái sân độc cái này nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm, nó tiềm tàng nó nằm đó. Bây giờ khi mà mình tu tập đó, cái tâm mình nó định, à, cái định thì cái tâm nó giống như nó lắng dịu, thì những cái mà sân hận là bấy lâu nay bị cái kiềm chế đó, bây giờ nó bùng phát lên. À, quý vị nhớ lại, trời ơi, hồi đó tôi đâu có làm cái chuyện đó đâu, mà cha tôi, mẹ tôi, ông bà tôi là cứ đổ thừa nói tôi làm, à, bắt đầu nó trạo hối, à, nó bực bội, nó sân hận, có khi những cái vị hành giả nhớ lại những cái chuyện đó mà đàm thiền khóc luôn, à, là gì, là những cái trạo hối của cái sân độc cái, cái sân hận mà nó bị tiềm miên ngủ ngầm và nó bùng phát, à, bùng phát trở lại nha. À, nó gặp cái điều kiện thuận lợi thì những cái này nó sẽ sân khởi lên để nó gây cái sự cản trở trong cái lúc mà mình tu tập. Rồi hôn thị cái nè, hôn thị cái này là cái sự dễ vui, ha, giả dụi, à, mê ngủ, ha, thì cái hôn thị này là nó làm cho cái tâm của vị hành giả nó co rút lại, ha. Quý vị thấy mà, à, khi mà mình lấy cái lông của con gà, ha, là cái lông vịt gì đó, mình đưa vô lửa,
ha, đưa vô cái đèn như vậy, bắt đầu nó bị co lại, hay là những cái bao ni lông đó, bao ni lông khi mà có cái sức nóng á, ha, bắt đầu nó co rút lại, thì cái trạng thái cái tâm mà hôn trầm thị miên hay là hôn thị cái à, là nó giống vậy đó, à, nó làm cho cái tâm mình nó coi như là cái sự linh hoạt đi, nó co rút lại, à, nó thụ động, à, nó không có nắm bắt cái đối tượng mà mình đang ghi nhận, ha. Cho nên đó là cái khi mà bị cái hôn thị cái này nè, ha, là bắt đầu giả dự thôi hành thiền nãy giờ nhiêu đó đủ rồi, trời lạnh quá mà thôi nằm chút đi, ha. À, trời ơi sao bây giờ thân nó nặng nề quá, nó buồn ngủ quá, nó mệt mỏi quá, nó uể oải quá, thôi nằm ngủ chút, nghỉ chút, ha. Đó, nó làm cho nó gây à, nó gây cái sự cản trở, à, cái hôn thị này là nó trái ngược với cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực, ha. À, làm cho mình giả dự rồi đó, giả dự nằm xuống thì sao, thì ngủ. À, đó, thành ra cái những cái này đó là nó tiềm ẩn để khi mà chúng ta có sự học hỏi, sự tu tập thì những cái kẻ thù này đó là nó nhảy ra, nó cản trở. Này, trạo hối cái đây là mình nhớ lại giống như nãy xin nói sân độc cái là những cái bực bội đó mà nó tìm ẩn á, thì trạo hối cái này nó có hai, có khi á là những cái việc mà những cái chuyện mà vui á, nó giống như bộ phim vậy đó, ha. Khi mà mình hành thiền á, có nhiều khi những cái bộ phim ở trong quá khứ á, bắt đầu nó review lại, nó phát nó lại, ha. À, chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng có, ha. Nhưng mà chuyện vui thì ít mà chuyện buồn thì nhiều, à, những cái mà mình lỡ mình không những cái việc thiện đó, những cái việc thiện mà mình lỡ mình bỏ qua mình không có làm, à, à, có bữa đó là mấy người bạn rủ mình đi chùa, đi trai tăng, à, đi dân y gì đó, nhưng mà mình bữa đó mình làm biết mình không đi, à, mình nhớ lại trời ơi, phải vì bữa đó mà mình đi đặt bát, mình đi chay tăng, ha, mình đi dân y tốt quá rồi, ha, nó trạo hối nó nhớ lại, hoặc là nó nhớ tưởng lại những cái việc mà mình lỡ phạm, à, bữa đó mình vô tình mà mình dẫm đạp lên mấy con trùng hay là con dế con gì đó, à, vô tình dẫm đạp mình đi kinh hành mà mình vô tình mình dẫm đạp lên đó, ha, à, nó làm cho cái tâm của mình á, nó không có nằm yên, à, không có nằm yên, không có định trên cái đối tượng, à, nó gây cái sự dao động, à, lo lắng, à, ha, à, nhớ lại những cái chuyện mà những cái điều thiện mà mình không làm, nhớ lại những cái điều bất thiện mà mình lỡ làm, à, làm cho cái tâm mình dao động, à, không có định tâm được. Rồi cái cuối cùng là cái gì, cái hoài nghi cái, à, là sự ngờ vực hoang mang, ha. Quý vị mà thấy trong cái đời sống ta, mình phải có cái niềm tin, à, khi mà niềm tin mà vững chắc rồi đó thì mình mới làm được việc, còn khi mà cái tâm mình mà có cái sự ngờ vực hoài nghi rồi đó thì mình không làm được cái chuyện gì đó, ha. Ở trong gia đình á, nếu mà vợ chồng mà hoài nghi với nhau là sao, chắc chắn là sẽ tan vỡ, ha. Thậm chí à, cha mẹ với con cái mà hoài nghi với nhau á, nghi ngờ với nhau á, thì cũng không thể nào mà sống chung được, ha. Cho nên á, là cái đó là trong gia đình, rồi ở ngoài xã hội vậy, khi mà hợp tác làm ăn với nhau á, thì phải có sự tin tưởng với nhau. Mà nếu mà bắt đầu mà hoài nghi là không biết,
biết nó nói là lời lời là như vậy mà không biết có thật sự không, bởi vì sổ sách nó nắm hết trơn à. Rồi nó nói với mình làm ăn một năm nay lời có nhiêu đó kia nọ ha, nó chia phần mình có nhiêu đó ha, là không có sự tin tưởng nhau đó, là bắt đầu tan vỡ, không có thể mà hợp tác làm ăn với nhau đó. Còn trong cái sự tu tập như vậy, nếu mà mình chưa có trọn cái lòng tin à, trong đối với các cái pháp mà mình thực hành á, mình còn ngờ vực thì sao? Cái sự thực tập, sự thực hành mình không có tiến bộ à, không biết cái pháp này hành vậy nó đúng không, không biết pháp là cái pháp hành này nó đem đến cái lợi ích có thật chắc không à, nói hành thiền nó đưa tới an lạc mà sao ngồi gì đó mà nó đau, nó tê, nó nhức khổ quá trời luôn, mà nói mà hành thiền thì đưa đến an lạc ha. Đó, chính vì cái sự hoài nghi này đó, bắt đầu lùi sụp à, lùi sụp, không có sự nỗ lực tinh tấn để mà tiến hành cái phương pháp, cái sự thực tập, cái sự thực hành giáo pháp của mình ha. Thì đó, đây là cái gì, năm cái sự cản trở à, trên cái bước đường tu tập. Thì những cái này á, nó còn gọi là những cái danh từ khác ha. Ví dụ như là dục tìm miên, sân tìm miên, hôn thị tìm miên à, trạo hối tìm miên, hoài nghi tìm miên, tức là tìm miên ở đây là nó ngủ ngầm ha. Rồi nó còn gọi là bọc nữa, bọc tức là cái sự tự bao che à, cái dục quá nó bao che cái nội tâm mình ha, nó không có cho để mình có thể mà thấy được cái chân lý nha ha. À, dục bọc, sân bọc, hôn thị bọc ha, hay là còn gọi là bạo lưu. Bạo lưu là dòng nước xoáy à, những cái dục mà bạo lưu này đó, dục bạo lưu á là sao, khi mà mình đi ở trên sông ha, hay là những cái vùng biển đó, nó có những cái dòng nước xoáy, mà nếu mà chẳng may mình không biết á, mà mình đi vô cái khu vực cái dòng xoáy của nó đó, thì sao, nó sẽ cuốn hút, nó nhấn chìm mình sâu xuống dưới à, đó. Thì có nhiều khi những người mà ý mình có sức khỏe, mình có thể mà bơi qua những cái dòng nước xoáy đó ha. Nhưng mà những cái dòng nước xoáy nó rất là mạnh ha. À, khi mà những cái gì mà nó đi vô cái tầm mà ảnh hưởng của nó, cái dòng nước xoáy là nó cuốn vô rồi nó nhấn chìm xuống à, thì à, những cái triền cái này hay là gọi là à, năm triền cái, hay là ngũ triền ha, hay là à, ngũ dục à, rồi dục mà à, coi như là bạo lưu đó, thì là nó nằm chung ở trong đây à, đó là về nói về cái năm cái triền cái. Rồi á, cái phược là cái gì, cái triền là nó sự ngăn che ha, còn cái phược á là nó sợi dây à, sợi dây à, cái này nó không phải là nó chỉ cản trở, nó ngăn che mình không à, mà nó có những cái sợi dây để mà trói buộc mình vô trong cái cổ máy à, sanh tử luân hồi nữa. Thì à, nói về cái phược đó, thì nó chia ra làm hai. Thì à, nó có những cái năm cái sợi dây mà nó trói buộc cái hàng phàm nhân mình à, ở à, hạ phần, gọi là hạ phần kiết sử ha. Tức là
năm sợi dây ở dưới thấp, à, thì nó có gì? Có thân kiến, à, hoài nghi với cấm thủ, à, rồi à, à, đây, đây, dục ái, à, sân hận, đó, thì nói chung là nó cũng cũng quanh quanh này cũng có bao nhiêu đó thôi, à, à, đó, thì bây giờ à, giải thích trước năm cái hạ phần kiết sử về cái thân kiến. Thân kiến ở đây á, là gì? Mình thấy mê lầm, mình nhận định sai lầm về cái thân ngũ quân này, à, nghe không? Cái gì rằng á, à, ở trong thế gian á, thì thường thường á là người ta nói là có cái tôi, có tôi, à, cái thân này của tôi, nhà của tôi, rồi à, tài sản của tôi, vân vân. Đó. Chính vì mình mê lầm, mình chấp à, chấp vào cái có một cái bản ngã, à, có một cái linh hồn, à, rồi mình chấp thủ, mình dính mắt, à, mà khi mình chấp thủ, mình dính mắt thì mình phải gìn giữ, à, gìn giữ, à, cái thân này bị nó của tôi mà, à, tôi phải ráng gìn giữ nó, tôi không có để cho nó bị bệnh, tôi không có để cho nó bị ốm, à, tôi không có để cho nó xấu mà kia, à, đó. Cho nên đó là chúng ta mới dính mắt và chấp vào cái thân ngũ quẩn này, đó. Thì cái nguyên nhân là từ đâu? À, nguyên nhân là có những cái vị mà người ta tu tập thiền định á, rồi bắt đầu sau khi mà hết cái tuổi thọ ở thế gian, bắt đầu họ tái sanh lên những cái cõi trời, ha, à, họ tái sanh về lên những cái cõi trời để họ thừa hưởng được cái sự an lạc của cõi trời. Rồi sau khi mà hết cái tuổi thọ ở cõi chư thiên á, họ tái sanh lại cõi người, à, thì họ tiếp tục họ tu tập. Thì những cái vị này có cái điều kiện, cái tâm định á, thì họ bắt đầu họ nhớ lại, họ nhớ lại những cái, à, hồi đó là những cái kiếp đó họ tu tập như vậy. Rồi sau khi mà thân huệ mạng chung, họ tái sanh lên cái cõi chư thiên kia nữa ha, thì họ thấy, à, có những cái vị Phạm Thiên, vị Đại Phạm Thiên là cai quản ở trên đó như vậy đó ha, à, rồi bắt đầu á, là họ mới tôn sùng những cái vị đó là những cái vị mà đấng sáng tạo. Bởi vì sao? Cái tuổi thọ của những vị mà chư thiên hay là phạm chúng thiên á, thì nó thấp hơn những cái vị mà Đại Phạm Thiên, cái phước nó nhỏ hơn mà, cho nên á, cái vị này mới nhớ lại, à, hồi đó mình tái sanh lên đó đó, thì cái vị Đại Phạm Thiên này cai quản ở trên đó, rồi mình hết tuổi thọ mình sanh về ở cõi nhân loại thì cái vị Đại Phạm Thiên này cũng còn ở đó, à, cho nên là bắt đầu họ mới tôn sùng cái vị đó là đấng sáng tạo, ha, đấng sáng tạo chủ hay là thượng đế, à, đó, này kia nọ, tôn vinh những cái vị đó, à, thành ra đó từ đó mới thấy cái sai lầm, à, sai lầm cho là cái có một cái bản ngã, một cái linh hồn, à, nó khi mà mình tôn thờ, à, đấng thượng đế, rồi mình tu tập là cái nọ để mà phụng sự thượng đế này kia nọ ha, rồi có một cái linh hồn nó trường tồn bất biến, thế này thế khác, để sai lầm chấp thủ về cái thân này. Mà khi á, khi mà mình có, à, cái sự chấp thủ mê lầm nha, thì bắt đầu nó có những cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ ở đây là tại sao mà có bằng những cái giới cấm thủ? Tại vì khi mà mình thấy rằng sao, cái con người đó thì nó rất là nhỏ bé, yếu ớt so với cái sức mạnh của thiên nhiên ha. Quý vị thấy rằng khi mà bình thường thôi, chứ những cái mùa mưa rồi đó,
khi mà bão tố không qua rồi đó, nó xảy ra đó, thì cái sức của con người đâu có thể chống chọi được ha. Rồi nước lũ rồi cái nọ đó, những cái khi mà mưa gió bão bùa nhiều đó, thì bắt đầu nước lũ ở trên thượng nguồn nó rất là mạnh, à, nó chảy xuống và nó cuốn trôi hết tất cả ha. Cho nên á, những cái người hồi xưa đó, à, họ thấy cái sức mạnh của thiên nhiên quá khủng khiếp, à, cho nên họ đặt ra, à, những vị thần, à, thờ là thần, à, thần mưa, thần gió ha, tại vì giông bão rồi quá mà, à, nó cuốn trôi, nước lũ rồi cuốn trôi hết tất cả, thờ tôn thờ các vị thần, thần gió, thần mưa, thần sông rồi cái nọ ha, đó, các vị thần để mà cầu mong cho các vị này mà là ủng hộ che chở để những cái thiên tai nó không có xảy ra. Rồi từ một vị thần thì bắt đầu nó sanh ra nhiều vị thần, à, đó. Rồi đối với những cái loài thú thì nó cũng có cái sức mạnh, à, voi, sư tử, hổ, báo rồi kia, nó cũng có sức mạnh. Cho nên là bắt đầu mỗi vùng chịu cái ảnh hưởng của sự tác hại đó, đó thì bắt đầu họ thờ thần, à, thờ những vị thần. Thành ra là thấy cái trong cái thế gian nó rất là nhiều vị thần, à. Rồi thậm chí là những cái cây to, à, những cái cây cổ thụ và lâu năm, bắt đầu họ tin tưởng là có những cái vị thọ thần, à, những vị thọ thần ở trong cái cây đó, đó. À, họ lập cái miếu để thờ cái vị thần đó. Rồi những cái núi non rồi kia nọ linh thiêng á, bắt đầu cũng tạo lập những cái miếu để thờ các cái vị ở đó. Nên á là sao, à, con người mình, à, cầu mong, à, đến đó rồi cúng bái giang sinh, à, cầu khấn để được sự an vui, à, à, hàng năm là phải làm hiến tế, phải cái lễ như thế này ha, à, hoặc là à, cầu mong giải thoát thì phải thực hành những cái pháp mà, à, à, lễ lại như thế này đủ thứ chuyện ha, à, lại phải lại 108 lại hay gì đó ha. Còn mà cúng tế thì phải đầy đủ những cái vật phẩm như thế này ha, à, là phải hiến tế những cái con vật như thế này để làm vui lòng các vị thần đó. Từ đó mà nó sanh ra cái giới cấm thủ. Rồi cái hoài nghi thì cái hoài nghi ở đây là sự ngờ vực, giống như hồi nãy chị nói đó ha. Tại vì á, khi mà ở thế gian á, thì họ thờ mấy cái vị thần, rồi mình phải khép nép, mình lại lục giang sinh. Còn bây giờ á, là tu theo cái giáo pháp của Đức Phật, à, để rồi giải thoát, à, không có một cái linh hồn, không có bản ngã ở trong cái thân ngũ quẩn này, rồi không có sự cúng bái, à, không có sự giang sinh, không biết có thiệt không, nè, không biết có thật không. Rồi nói Đức Phật là cái người mà đã tìm ra cái con đường giải thoát, rồi Ngài cũng đã giải thoát, nè, rồi Ngài lại truyền dạy lại cái giáo pháp, à, để mà mình thực hành, để mình đi đến giải thoát. À, chư tăng là những cái người, à, thánh nhân đã giải thoát, và một số các vị phàm nhân đang đi trên cái con đường giới định tuệ đó, nhưng mà không biết có thật sự đúng là như vậy không ha. Đó, chính vì cái sự hoài nghi này đó mà chúng ta bỏ lời, chúng ta không có sự nỗ lực thực hành ha. Thì quý vị thấy rằng đó, khi mà Đức Thế Tôn đi đến cái dự hưu, à, để tế độ cho năm vị kiều trần như đó,
những cái vị này á, đã từng cộng trú, từng tu tập với Bồ Tát ha. Nhưng mà khi mà Bồ Tát từ bỏ cái con đường khổ hạnh, trở lại thực hành theo cái con đường trung đạo á, để đạt đến cái quả vị giải thoát chánh đẳng chánh giác á, thì năm cái vị này hoài nghi thôi Bồ Tát Sĩ Ba đã từ bỏ cái con đường tu tập rồi, trở lại cái đời sống thế tục để mà hưởng thụ vật chất ha. Cho nên á, là khi mà Đức Phật mà đến thì mấy vị này khởi cái tâm hoài nghi, không có sự tôn trọng ha. Thì bắt đầu Đức Phật mới nói lên cái chân lý tứ diệu đế thì lúc đầu mấy vị này không có tin mấy vị không tin đó, cho nên là Đức Phật biết, Đức Phật mới hỏi mấy vị này đó có khi nào mà các hiền giả nghe Như Lai nói về những cái điều này không, để cho mấy vị này có cái sự tin tưởng. Thì mấy vị này nó chưa từng nghe, và những điều này đó mấy lâu nay ở trong thế gian này có xuất hiện hay không thì không có đó. Từ đó mà cái sự khẳng định của Đức Phật về cái chân lý tứ diệu đế mà Đức Phật đã đạt được để mấy vị này bắt đầu có một cái niềm tin chứ khi mà cái tâm mà nó hoài nghi á, hoài nghi dao động, nó không có thể lắng nghe được mà khi mấy vị này khi mà nghe Đức Phật khẳng định về cái chân lý tứ diệu đế cái con đường trung đạo, là mấy vị này mới có được cái lòng tin. Khi mà cái lòng tin nó vững chắc rồi, Đức biết là những cái vị này cái tâm đã ổn định rồi, thì Đức Phật mới bắt đầu thuyết cái bài kinh chuyển pháp luân đó, để mà mấy vị này có thể đạt đến bước vào dòng thánh Thì sau cái bài kinh chuyển pháp luân rồi, mấy vị này mới đạt đến các thần thánh hữu học đó. Rồi sao Đức Phật thuyết cái bài về mà bài kinh vô ngã tướng để mà mới diệt trừ tất cả được những cái phiền não, và mấy vị này mới đạt đến cái tứ đạo tứ quả hay là đạt đến các cái tầng thánh lậu tận đó. Cho nên á là khi mà chúng ta bước vào tu tập á, thì những cái gọi là cái hoài nghi hoài nghi cái á, là những cái tiềm miên thì lúc đó nó nhảy ra thành là cái hoài nghi nó là cái sợi dây hoài nghi phược những cái kiết sử là sự ngờ vực để làm cho chúng ta nó trói buộc mình lại, nó không có cho mình thấy được cái chân lý để chi chính giải hoài nghi này mới trói buộc chúng ta ở trong cái vòng quay cái cổ máy sanh tử luân hồi từ vô thủy tới giờ. Mà khi mà một cái vị hành giả đó mà phá vỡ được ba cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thì mới đạt đến cái sơ đạo sơ quả hay là thánh nhập lưu tu đồ quần đó. Mà quý vị thấy rằng những cái tầng thánh cao hơn thì nó dễ, nhưng mà khi mà muốn phá vỡ được ba cái mà thân kiến hoài nghi giới cấm thủ này không phải là dễ đó. Cho nên là chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều, chúng ta lắng nghe, học hỏi, rồi suy tư, rồi phải nỗ lực thực hành thì mới có cơ may để mà đạt đến thánh đạo thánh quả. Rồi
cái vị mà nhị đạo nhị quả đó, thì mấy vị này chưa không có việc thêm cái gì, nhưng mà chỉ làm giảm nhẹ về cái dục ái và sân hận. Tức là những vị này á, diệt trừ cái thô, những cái thô của dục và của sân hận thôi, chứ chưa có diệt. Rồi đến cái tầng thánh thứ ba đó, tam đạo tam quả, thì mới diệt được cái dục ái và sân hận này. Rồi nếu mà mấy vị này đã tạo trữ công đức phước báo đầy đủ rồi đó, các pháp độ đã tròn đủ, thì các vị này sẽ diệt trừ năm cái thượng phần kiết sử, sắc ái, vô sắc ái, tức là những cái sự mà tham muốn, còn tái sanh về những cõi trời sắc giới, hay là tham muốn tái sanh về những cái cõi trời vô sắc ha. Rồi cái thứ tám là ngã mạn, tức là cái tâm mà cống cao ngã mạn. Rồi thứ chín là phóng dật, phóng dật tức là cái tâm nó luôn luôn nó chạy nhảy ha. Rồi cái cuối cùng đó là vô minh. Đó thì khi mà cái vị này cái tuệ giác đó, nó đủ mạnh, có cái công năng để chặt đứt đào bứng tận gốc rễ, hay là diệt trừ tất cả năm cái thượng phần kiết sử này đó, thì cái vị này đạt đến thánh đậu tận đó. Cho nên chính vì năm cái truyền cái hay là 10 cái truyền phược này đó, nó trói buộc, nó tiềm ẩn, nó ngủ ngầm, rồi nó gây sự cản trở, nó trói buộc chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi này. Mà nếu mà chúng ta không có sự nỗ lực, không dung bồi trí tuệ, thì nó sẽ cản trở trên cái bước đường thực hành, tạo trữ các cái công đức phước báo, cũng như là sự thực hành các cái thiện pháp để chúng ta đưa đến sự giải thoát. Quý vị thấy rằng đó, cái sợi dây xích đồ ra kia nọ đó ha, những cái xiềng xích, cái gông cùm, thì nó chỉ trói được cái gì, cái thân ngũ quẩn này thôi. Nhưng mà những cái sợi dây vô hình á, những cái sợi dây vô hình nó tiềm tàng, nó ngủ ngầm, những cái lời ngon tiếng ngọt, mùi thơm, là những cái mà để nó trói buộc chúng ta trong cái vòng quay sanh tử luân hồi này từ vô thủy đến giờ. Cho nên là ta nói sao, lạc mềm thì buộc chặt nha. Mà quý vị thấy rằng có nhiều khi những cái tiền phược này đó là gì, nó rất là mềm, nó không có cứng, nó không có cứng, nó ấy như là những cái sợi dây thần, những sợi dây xích, dây xiềng, những gông cùm ở thế gian, nó rất là mềm mại, nhưng mà nó cột trói chúng ta rất là chặt. Cho đến khi nào mà chúng ta đạt đến tầng thánh thứ tư, thánh lậu tận, thì những cái kiết sử này, những cái truyền cái này mới bị diệt tận, đào bứng tận gốc rễ. Do đó Phật nói là những việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống. Gánh nặng ở đây là cái gì, là cái khổ, cái khổ ở trong thế gian này. Lúc đó đó mình mới hoàn toàn mình buông bỏ cái gánh nặng của khổ đau và cái kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng. Những vị sau khi mà rũ bỏ cái thân ngũ quẩn này thì các vị sẽ không còn tái sanh trở lại nữa, chấm dứt sanh tử luân hồi. Do đó mới nói là những việc cần làm đã làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, những cái sợi dây trói buộc đã bị chặt đứt, những cái phiền não đã đào bứng tận gốc rễ, không còn dư sót.
Vậy đó, thì cho nên Đức Phật mới nói là trói như vậy thật vững chắc, dầu trói buộc trì suốt tế nhị và khó thoát. Chỉ có khi nào mà các cái vị xuất gia, các vị chân chánh xuất gia cắt đứt chúng làm đôi, không ước vọng mong cầu, từ bỏ mọi dục lạc, thì lúc đó đó là những cái sợi dây, những cái tiềm miên ngủ ngầm, những cái triền cái, những cái triền phược mới hoàn toàn bị chặt đứt. Thì qua cái phần chánh kinh, thì qua sự các lời giải của các bậc trưởng lão và sự tìm hiểu, thì cũng có chút ít những cái kiến thức hiểu biết để giải thích, chia sẻ với quý vị, để vì thấy được cái câu Phật ngôn này, cái lại của Đức Phật, để trong đời sống chúng ta cố gắng để mình từng bước. Bây giờ mình tu tập ở đây mình chưa có chặt đứt được nó đâu, nhưng mà mình làm cho những cái triền cái, những cái triền phược này đó, nó suy yếu dần dần. Bây giờ mình cứ mỗi ngày mình từ bỏ một chút, mỗi ngày mình xa rời nó một chút, nhưng mà mình mới vừa xa rời nó kéo mình trở lại rồi, nhưng mà mình tập mỗi ngày mình giảm thiểu, một chút lần, trong cái đời sống hiện tại. Chứ còn bây giờ mình sơ cơ mà mới tu tập mà mình chưa có đủ sức để mà vượt thoát ra cái mãnh lực của nó đâu. Nhưng mà mình ráng dung bội cái trí tuệ, cứ mỗi giây phút mà chúng ta có sự hiểu biết, có đầy đủ trí tuệ, có chánh niệm tỉnh giác, là chúng ta làm cho những cái triền những cái tiềm miên ngủ ngầm, những cái triền phược nó suy yếu một chút, thì cứ dần dần như vậy, để chúng ta nỗ lực trên cái bước đường tu tập của mình, để tránh khỏi những cái sự mê lầm, những cái hoài nghi, và chúng ta có sự cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập, thì chúng ta mạnh dạn tiến bước, thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ đạt đến cái hạnh phúc an vui tuyệt đối. Với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khăn ngang chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi những khổ đau thiên tai dịch họa, cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Thì bây giờ xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy á. Sa thú, dạ chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã chia sẻ giảng dạy phần chánh kinh bài học hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Dạ, con xin kính mời bàn tay của đạo tràng cùng thảo luận chia sẻ đặt câu hỏi đề tài bài học hôm nay về phần triền phược này ạ. Dạ, con xin chờ bàn tay của đạo tràng, con xin được đặt cái câu hỏi này thưa sư. Như là về sư vừa nói về cái sân độc cái và cái chạo hối cái á, thưa sư, thì hai cái này nó thường khi mà mình nhớ đến những cái ký ức của quá khứ á, thưa sư, thì mình có cái sự sân hận á, như là cái sân độc cái này, thì mình khi mà mình nghĩ đến cái sự ức chế mà mình bị đè nén của ngày xưa á, mà họ chửi mình, họ mắng mình hay là họ xúc phạm mình á, mà lúc đó mình nhịn á, nhưng mà giờ đây mình nghĩ lại á, thì là tự nhiên nó khởi lên cái sự sân hận đó, thì và cái sự cái chạo hối cái này cũng vậy, khi mà mình nghĩ đến những cái việc mà mình chưa kịp làm hay là mình lúc đó mình không làm thì mình hối hận, thì hai cái này con thấy là nó cũng đều là do cái cảnh của quá khứ, đúng không thưa sư?
để làm cho chúng ta nó khởi lên những cái này, thì cái này nó là cái phiền não ngủ như vậy, thì cái sân 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 độc cái này với cái hôn trợ mỗi cái này thì nó có cái gì khác nhau cho sư? Dạ con xin kính sư chia sẻ thêm cho con về hai cái phần này ạ. Dạ con xin dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì sự thật ra thì cái này nó là cảnh quá khứ hết á, không? Nhưng mà có những cái ví dụ như mình nhớ lại những cái mà cảnh trái ý nghịch lòng, những cảnh trái ý nghịch lòng mà mình không có nói ra được, nó bị ức chế ha, bị ức chế, bị đè nén ha. Rồi những cái cảnh mà ví dụ không phải là về vấn đề mà mình bỏ qua những cái bất thiện những cái bất thiện mình lỡ làm, hay là những cái pháp thiện mà mình không làm ha. Đó, thành ra tất cả những cái này nó đều là cảnh quá khứ hết à. Nó cái bấy lâu nay nó bị đè nén à, nó bị đè nén, bị ức chế à. Bây giờ bắt đầu nó bùng phát trở lại à. Thành ra trong cái bài kinh mà Nhất Giả Hiện Giả Đức Phật giải ra, quá khứ không tri tầm à, cái chuyện đã qua rồi. Bây giờ hồi đó mình bị người ta áp chế, người ta nói cho mình thế này thế kia thế nọ ha. Hồi lúc đó mình còn nhỏ à, bị người lớn đã nói ta, áp chế mình, bây giờ mình đâu có làm gì được đâu ha. Nhưng mà cái chuyện này nó quá khứ rồi, đã qua rồi, bây giờ mình nhớ tưởng lại không có lợi ích gì hết ha. Rồi cái điều bất thiện mà hồi đó mình lỡ làm à, cái điều thiện mà mình bỏ qua mình không làm, bây giờ mình ngồi đây mình buồn rầu, mình hối tiếc, mình ăn năn nha, nó cũng đem lợi ích gì hết. Cho nên á, mình dùng cái nếu mà cái trạo hối này nó bùng phát lên á, là lúc đầu nếu mà cái tâm mình mà còn yếu, mình chưa đủ sức à, để mà mình đấu trị nó đó, thì biết nó nha, bị gì nó mạnh lắm à. À, có khi mà mình đang ngồi thiền á, nó bùng phát lên á, có khi nó lôi mình đi mất tiêu luôn nha. Nhưng mà sau này khi mà mình tu tập lần lần á, bắt đầu mình biết á, thì mình sẽ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. Dạ, không biết quý vị còn nghe lại được không ạ? À? Alo, dạ, xin quý vị quan hỷ ha, bị rớt mít, giờ mới lụm ra lại, dạ. Thì lúc đầu á là nó rất là mạnh á, ha, nó rất mạnh, cho nên là nó lôi cuốn mình đi, lôi cuốn đi, à lúc đầu mình chịu thua nó. Nhưng mà lần hồi mình ráng mỗi khi mà cái trạo hối này á, trong lúc mà mình thực tập á, nó sân khởi lên, mình biết à, rồi bắt đầu á, nếu mà mình chưa đủ sức để mà quan sát nữa, thì mình phải có cái suy tư chân chánh, mình nói thôi cái này đó là quá khứ rồi, nó đã qua rồi, bây giờ nhớ tưởng lại nó không có lợi ích gì hết ha. À,
rồi mình quay lại với cái đề mục ha. Còn nếu mà một trang đó bắt đầu cái tâm chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ mình nó mạnh lên đó, thì bắt đầu nó sân khởi lên, thì bắt đầu mình quan sát, mình nhìn ngắm nó một hồi, tự động nó sẽ tan biến nha. Đó thì cứ cứ mỗi lần á, mỗi lần mà nó sân khởi lên thì mình quan sát nó, mình quan sát, và lúc đó nó giống như cái sự kéo co đó hả, mà phiền não nó mạnh á là do cái trí tuệ mình còn non yếu, thấy không? Nó bị nó lôi cuốn mình đi. Mà khi mà mình dung bồi, mỗi lần nó quan sát nó, mình đừng có để nó lôi cuốn mình á, thì sao? Cái trí tuệ mình, cái mãnh lực, cái trí tuệ mình mạnh hơn, không có để cho nó cuốn trôi mình theo cái dòng xoáy của phiền não. À thì mình lần hồi mình thoát ra. À, thoát ra rồi á, có nhiều lúc ông này tự tự động ảnh, khi mà ảnh sanh khởi lên, mình không cần gì hết, mình chỉ quan sát nó, biết à, và là trạo hối đang sanh à, thì tự động hồi là nó sẽ tự động tiêu tiêu mất, nó diệt mất ha. À, vậy đó, mình cái sự thực tập của mình á, đừng đi từng bước ra. Lúc đầu á trạo hối, à, lúc sơ cơ mà trạo hối nó xanh, nó cuốn mình đi, không? Thành ra có nhiều khi á, trong một thời thiền á, à, cái trạo hối nó xanh khởi lên á, mà lúc đó cái tâm mình non yếu á, nó cuốn trôi mình nguyên cả một cái thời thiền á. À, nhưng mà rồi mình chịu thua nó, lúc đó là mình bị nó hạ rồi. À, nó đo dáng mình, bị nó hạ đo dáng rồi, knock out rồi ha. Giờ mình ráng lần sau nó sanh khởi lên, mình ráng mình kiềm chế, mình chống chọi với nó ha. Chống chọi với nó thì lần mình sẽ vượt qua được nó thôi. À, cho nên là cái sự tu tập của chúng ta đó là nhớ là Đức Phật dạy, những cái gì mà quá khứ nó đã qua rồi, bây giờ mình có buồn rầu, mình khóc than ha, mình ăn năn hối tiếc nó cũng không có lợi ích gì hết á. Bây giờ mình phải quay lại, à, sống trong hiện tại, à, những đối tượng nào nó sanh khởi mình biết, à, đối tượng là trạo hối, à, thì mình biết, để mình có sự nỗ lực tu tập để mà mình vượt qua, à, mình không có để cho nó cuốn trôi, nó khống chế. À, thì xin giải thích cái thắc mắc của Pháp Môn Lào Cai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú con kính tri ân sư ạ. Nhưng mà nếu mà nói mà, khi mà vẫn rất bị nó lôi cuốn đó thưa sư, như là cái quá khứ nó khởi lên như vậy, nhưng mà khi mà có cái sự chánh niệm như sư nói đó, thì mình sẽ biết rằng à, nó là cái cảnh quá khứ rồi, thì mình sẽ đến lời Đức Phật dạy là sống trong hiện tại, cái đó mình không truy tìm đến. Nhưng mà cái ái dục đó thưa sư, thì nó cũng vẫn cứ đưa mình, cái tâm của mình nó cứ hướng về cái cảnh đó. Cho nên là khi mà nếu như sư nói là mình phải biết quan sát thiền Vipassana đó, thì cũng mới có sự tỉnh giác như vậy. Nhưng mà nếu như đối với chúng con thì nó phần đa số rất rất là ít người mà có thể có sự tỉnh giác và sự quan sát một cách nhanh lẹn được như vậy, mà đa số thì vẫn bị cái ái dục thưa sư nó cuốn trôi đi theo cùng với những cái trạo hối và cái sân đấy luôn ạ. Ví dụ như là mình thương một người nào đó, hoặc là mình ghét một người nào đó, thì cái cảnh quá khứ đó nó thường nó trỗi dậy bên mình đó. Và cái sự ghét và sự thương đó là cái ái dục đó thưa sư, thì nó sẽ vẫn cứ dẫn dắt mình đi. Cho nên là những cái này nó rất là khó, là rất là mạnh, nó như là một cái ma lực đó, để cho cuốn cho con người nó bị si mê vào đó. Cho nên là nếu như mà chúng con
phải thực hành trong cuộc sống hàng ngày á thưa sư, thì rất là khó để mà mình có thể mình chánh niệm liên tục được như vậy, và mình biết tu được tứ niệm xứ như vậy thì mới tốt. Còn nếu không thì thường thường hàng ngày chúng con vẫn bị nó lôi cuốn, mà 24 tiếng thì chắc nó cũng phải lôi cuốn đến 15 tiếng, 20 tiếng là ví dụ như vậy. Bởi vì là thường thường chúng con hay bị những cái sự si mê là tránh ạ thưa sư. Như vậy thì mình thường thường thì có nên tác ý, như lý tác ý làm sao cho nó để mà mình có được cái sức mạnh, được cái sự tinh tấn để mà mình đè nén, hoặc là mình nhìn thấu được cái những cái triền phượt này không thưa sư? Dạ, con xin kính dâng mic kính sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Thầy Giá. Thì quý vị biết rằng người ta nói là cái sự tu tập á, nó không phải là dễ ha. Nhưng mà nói nó khó, nếu mà nó quá khó thì không ai đạt được hết ha. Còn nếu mà nói nó dễ thì chắc ở thế gian này không còn phàm nhân nha. Cho nên á là cái gì cũng vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự kiên trì nỗ lực thực hành, ngay cả trong cái đời sống vậy đó. Nha, quý vị thấy rằng những cái cuộc thi điền kinh ấy, những người mà chạy như vậy mỗi ngày họ phải nỗ lực, họ rèn luyện ha. Mấy người mà thi nhảy xa nhảy cao cũng vậy, mỗi ngày họ phải nâng lên chút ha. Nâng lên nhảy cao á, nâng lên một phân thôi, nâng lên một phân mà cả tháng họ mới thấy được. Thì cái gì cũng vậy, chúng ta phải có cái sự kiên trì, kiên trì nỗ lực cần cù, thì mới đạt được cái thành quả. Thì cái sự tu tập của mình vậy, chúng ta lâu nay chúng ta sống chung với phiền não, nó sai sử, nó điều khiển, mình làm tất cả đều dưới cái sự sai sử điều khiển của phiền não không à. Nó giống như là ông vua, nó ra lệnh cho mình làm hết rồi. Đó, bây giờ biết rồi, nhưng mà mình đâu có thể mà dễ dàng một sớm một chiều mình vượt qua được nó. Cho nên là từng bước thì không phải là khi nào mà chúng ta ngồi thiền chúng ta mới áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác, mà khi mà chúng ta ngồi thiền đó là để lắng dịu bớt những cái cảnh xung quanh, chúng ta chú mục vào một cái đối tượng, một cái đề mục thôi, hoặc là thân, hoặc là những cảm, hay là quán vào cái tâm của mình, các cái trạng thái tâm. Lúc đó mình đóng hết các cái một số căn, chỉ mở một cái cửa thôi để những cái cảnh ở bên ngoài nó đi qua đó, mình dễ kiểm soát. Thì cái này là để gì? Để mình tập, thực tập để cái chánh niệm tỉnh giác mình nó mạnh mẽ lên. Nhưng mà đó, chúng ta lần hồi chúng ta phải áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác vào trong cái đời sống hàng ngày. Tại sao? Mình làm bình thường mình cũng làm vậy, bình thường mình cũng đi cũng đứng cũng làm các cái công việc
Nhưng mà mình làm mà mình không có ghi nhận, không có sự tỉnh thức, không có biết rõ cái công việc mình đang làm. Bởi có nhiều khi mình đang làm mà mình suy nghĩ về việc này, suy nghĩ về việc kia, nhớ tưởng về quá khứ, suy tính tương lai, cho nên lúc đó là mình làm mà mình không biết. Nha, mình ăn, mình đang ăn mà mình nhớ lại bữa nay cái đồ ăn này nó ngon, bữa trước đi ăn tiệc cái món này nó ngon, món kia nó ngon, thế này thế khác. Đó, thành ra lúc đó mình ăn mà mình không biết mình ăn. Đó, thành ra đó bây giờ cái hành thiền là gì? Mình quay lại ngay giây phút này mình đang ăn, mình biết mình đang ăn. Còn cái vậy mà hôm trước hôm kia đi tiệc tùng, đi những món ăn thế này thế khác rồi kia nọ đó, nó đã qua rồi nha. Đó, cho nên mình tập, thực tập áp dụng cái chánh niệm tỉnh giác, cái tỉnh thức ngay trong đời sống. Thì như vậy là chúng ta sẽ ăn trong cái hiểu biết, cái trí tuệ. Còn mình ăn mà mình trong cái tâm tham, nhớ tưởng là kia nọ, là ăn trong si mê, thì nó chỉ đổi chút xíu thôi. Bây giờ mình làm công việc, mình đang lau nhà hay đang quét nhà vậy không biết ha. Bình thường mình cũng làm vậy. Bây giờ mình chỉ đổi khác một cái là mình chú vào cái hoài nghi, các cái động tác của cái công việc mình đang làm. Bây giờ mình quét nhà, bây giờ mình cầm cái chổi, mình biết nè, mình đưa tới biết, cái chân mình bước tới biết, mình đưa cái chổi qua trái hay là qua phải, mình bước tới hay bước lui, mình chú tâm vào tất cả những cái chuyển động này, cái cảnh vật xung quanh mình đây ấy, mà mình chú vào cái công việc mình đang làm, mình biết mình đang quét nhà, đưa tới đưa lui và phải qua trái, lau nhà cũng vậy. Bây giờ mình nắm cái cây lau hay là nắm cái giải lau, mình lau biết, đưa qua đưa lại, đưa qua lại gì biết. Thì sự thật ra á, cái tu tập á với cái mà không tu á, chỉ cách nhau có lằn ranh, nó rất là mong manh. Cái biết và cái không biết thôi. Mà không biết là vô minh, mà vô minh là khổ đau phiền não. Còn biết là trí tuệ, mà trí tuệ thì hạnh phúc an vui. Đó, cho nên á là mình cứ mỗi lần lâu lâu mình tự phản tỉnh, mình xem xét nãy giờ mình làm mà mình có hay biết không, mình có trí tuệ không. Đó, thì tự động mà khi mà mình tự hỏi như vậy, mình phản tỉnh, mình tự hỏi vậy là bắt đầu cái chánh niệm tỉnh giác nó trở lại liền à. Khỏi cần phải cố kiềm chế, cố đè nén vậy đó ha. Cái sự tu tập mình đừng có quan trọng quá, phải như thế này, phải như thế kia, phải kiềm chế nó, phải bắt buộc nó, là nó khó lắm ha. Mà mình cứ để nó thư thả, giống như một cuộc chơi vậy đó ha. Cuộc chơi rượt bắt giữa cái vô minh và trí tuệ ha. Khi mà mình biết vô minh có mặt là trí tuệ vắng mặt, mà khi trí tuệ nó hiện ở thì vô minh bị đẩy lùi. Thì mình cứ tập vậy đó, tập hoài ha. Trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, thì khi mà quý vị mà áp dụng được cái chánh niệm tỉnh giác trong cái sinh hoạt hàng ngày á, thì như vậy khi mà mình vô mình thực hành tọa thiền á, thì cái tâm định mình nó mạnh. Còn mình vô mình tập thì mới có chánh niệm. Còn trong ngày mình không có áp dụng vào cái sinh hoạt hàng ngày á, thì sao?
cái tâm định mình nó rất là yếu ớt. Bị sao? Bị gì á? À, trong một ngày mình ngồi thiền có tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ thôi ha. Còn 22 tiếng mình sống trong phiền não vô minh. Ngay cả khi mà quý vị ngủ ha, quý vị ngủ thì những cái gì mà mình tính toán mình ấy ở trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày là nó cũng trạo hối lại nữa ha. Cho nên lúc đó cái thân mình á, cái thân mình ngủ, mình nằm nghỉ, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn sinh hoạt, nó vẫn trôi chảy. À, những cái việc mà lớn lao, những cái việc mà mình lo lắng gì đó, có khi nó hiện lên thành là giấc mơ ha. Cho nên đó là mặc dù cái thân nó được nghỉ ngơi, nhưng mà cái tâm nó không được nghỉ. Cho nên là tại sao có nhiều khi quý vị có cái sự phiền muộn, hoặc là có những cái chuyện mà lo lắng ha, nó ảnh hưởng đến cái đời sống rất là quan trọng. À, quý vị ngủ một giấc quý vị thấy dậy thấy nó mệt mỏi lắm. Tại sao? Tại vì cái thân nó được nghỉ mà cái tâm nó không nghỉ, do cái sự lo lắng muộn phiền, cái mãnh lực, cái sự lo âu nó mạnh quá. Cho nên là lúc đó mình nằm mình ngủ, nhưng mà cái tâm nó cũng vẫn hoạt động, nó không có được nghỉ ngơi. À, cho nên là nó hiện khởi thành những cái giấc mơ. À, những cái giấc mơ. Rồi có nhiều khi là gì? Những cái giấc mơ kinh khủng hải hùng nữa. Thành ra lúc đó khi mình thức dậy, mình thấy đó, cái tâm mình nó mệt mỏi, nó uể oải lắm, đúng không? Đó. Cho nên là trong đời sống hàng ngày mình giảm thiểu bớt những cái mãnh lực của phiền não. À, thì như vậy mình mới khi tọa thiền mình mới có cái định tâm mạnh. Rồi trong đời sống mình ráng cố mình hay biết mình chánh niệm tỉnh giác, mình phản tỉnh để xem xét nãy giờ mình có trí tuệ không, mình làm mình có hay biết không ha. Thì cứ như vậy mình dung bồi mỗi ngày cái mãnh lực của cái chánh niệm tỉnh giác trí tuệ mình nó mạnh lên, thì nó mới đủ sức nó đẩy lùi dần dần cái phiền não. À, minh sanh thì bắt đầu nó mới đẩy lùi vô minh được. À, thì cứ vậy từ từ, đừng có quá nôn nóng, đừng có quá kiềm chế, đừng có quá nỗ lực vậy. Yeah. À, mình cứ thong thả, cứ thông thả ha, từng bước, à, từng bước hay biết, từng bước chánh niệm tỉnh giác, từng bước mình áp dụng cái trí tuệ vào cái đời sống trong cái sinh hoạt hàng ngày, thì lần nào mình sẽ thấy được cái tiến bộ trong pháp hành. À, xin giải thích cái câu của thắc mắc của cô Phạm Nguồn Lào Cai. Dạ, cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thứ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Vâng, lời sư sắc tấn con cũng đã hiểu ra được vấn đề ở đây là mình sẽ phải cần tu tập chánh niệm và từ từ, không được nôn nóng, bởi vì thường thường cái sự nôn nóng ấy thưa sư là làm cho bị phiền não. Lại nhiều lúc con cứ nghĩ là tại sao mà mình không có sự nỗ lực trong tu tập ấy thưa sư, rồi không có sự chánh niệm mà để lúc nào cũng bị phiền não như vậy. Cho nên là như sư nói này, cứ phải từ từ, không được nôn nóng, không được áp đặt một cái gì. Như vậy là con cũng đã hiểu về cái vấn đề này ạ. Con xin kính dâng mic đến đạo tràng, cho ai có câu hỏi gì thì xin được giơ tay ạ. Dạ, con xin được xuống mic, dâng mic đến đạo tràng. Dạ alo, dạ con kính chào sư Pháp Thanh, sư Lý Đức và quý sư và toàn thể đạo tràng ạ. Con có hỏi là thiền thì
Phật tử chúng con thì sống đời thường thì cũng có những cái sự ràng buộc là gia đình cha mẹ đó là nó muốn đức thì đức không được à. Hoặc là mình phải chấp nhận, lúc phải chấp nhận đó là sự ràng buộc à. Vậy thì chúng ta sống như thế nào và thương thế nào ạ, như thế nào cho nó đúng ạ, dạ. Dạ, cho nó có trí tuệ ạ, dạ, con xin hết ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Thầy giá. Thì sự thật ra đấy, khi mà chúng sanh mà xuất hiện ở cái thế gian này là do cái nhân quả nghiệp báo nó đưa đẩy chúng ta tái sanh ở cái thế gian này. Thì khi mà chúng ta gặp nhau trong một gia đình thì do cái duyên nghiệp, do cái duyên nghiệp những chúng sanh này nó có những cái nghiệp tương đồng nó mới gặp nhau trong một cái gia đình, trong một cái quốc độ, trong một cái hội chúng ha. Nhưng mà sao mỗi chúng sanh á, trong một cái gia đình, trong một cái hội chúng đó, nó có cái biệt nghiệp riêng đó. Thành ra đó Đức Phật mới nói là ta đi với nghiệp của ta. Thấy không? Quý vị thấy rằng có nhiều cái trong gia đình đạo đức, mà có những cái người mà cái đời sống của họ nó không có đạo đức, phi đạo đức. Còn có những cái gia đình mà đa số trong gia đình đó họ sống không có đạo đức, nhưng mà có một vài chúng sanh ở trong cái gia đình đó là cái người rất là đạo đức nha. Do những cái duyên nghiệp nó đưa đẩy thành ra đó mình thấy vậy. Rồi sao? Mỗi người nó có cái nghiệp riêng rồi ha. Rồi á, ở đây á là sao? Do cái luyến ái do cái luyến ái hoặc là quan trái gặp với nhau để mà một là đòi nợ, hai là trả nợ. Thì mình thấy rằng có những người con họ làm mà họ rất là lo cho những cái người xung quanh, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho anh em, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cháu. Thì người đời họ khen cái người này, cái người này hiếu thảo quá, nó làm mà nó lo cho cha mẹ nó hết sức luôn, nó khen ngợi. Nhưng mà sao, đứng trên cái khía cạnh nghiệp báo thì cái chúng sanh này đang trả nợ, những người xung quanh là chủ nợ, người này cái người hồi này là họ đang trả nợ. Còn ngược lại có những người, những chúng sanh á, là những người xung quanh phải lo lắng cho họ, từ nhỏ là phải lo cho nó thế này thế kia thế nọ, mà khi mà nói á, là nó chẳng lo cho ai á, mà còn hỗn hào sắc sược ra thế này thế khác, thậm chí những cái người đó là còn đánh đập cha mẹ này kia nọ nữa, không? Thì người đời ta mắng đồ bất hiếu, đồ ngỗ nghịch. Nhưng mà sự thật ra đó là những cái người xung quanh đó là nợ nặng cái chúng sanh này,
do những cái duyên nghiệp từ quá khứ bây giờ nó là chủ nợ, nó đến nó đòi đó. Đó, thành ra đó, Đức Phật nói tất cả chúng sanh trong thế gian này là khổ. À, mình nhìn trên cái tục đế, cái chế định đó, thì là con, là chồng, là vợ, là cha, là mẹ nha. Nhưng mà sự thật ra gặp nhau để mà trả nợ, à, do cái luyến ái hay là do cái quan trái, à, cái duyên nghiệp nó đưa đẩy để mình gặp nhau ha. Khi mà mình biết được như vậy á, mình cảm thấy mình nhàm chán, mình nhàm chán cái thế gian này. Bắt đầu thì sao? Mình thấy mình nhàm chán, bắt đầu mình mới kinh tởm ghê sợ ha. Để mình nỗ lực, mình tu tập để mình vượt thoát ra. À, thì Đức Phật ví như sao? Giống như là cái người mà họ đi, họ dùng cái nôm á, họ đi bắt cá đồ kia nọ đó. Khi mà họ chụp xuống, họ đưa tay vô thì thấy ở trong đó có cái gì nó chuyển động. À, thì họ tưởng là chà, bắt được con cá rồi nha. Con cá này chặt lớn nha. À, vô tình họ nắm thấy nó dài dài, nó trời ơi, tưởng đâu con cá chứ không phải, con lương. Tới chừng mình nắm lên khỏi bung rồi đó thì thấy con rắn hổ. Thấy không? Lúc đó cái vô minh phiền não mình nó dễ dời. À, nó thấy quậy, nó dễ dời, nói rồi con cá, bữa nay bắt được cá là ngon này ha. À, nhưng mà khi mình nắm vô á thì nó dài, nó trơn, nói à, không phải con cá mà con lươn. Tới chừng mình nắm lên sự thật ra khỏi bùng rồi đó thì nó lộ diện là gì? Là con rắn hổ. Thì lúc đó sao? Kinh hồn quảng vía, quăng cái con rắn luôn. Đó, khi mà chúng ta thức tỉnh, chúng ta thấy được cái đúng cái tính chất, cái bản chất của thế gian này là không có gì là tốt đẹp hết. Không có cái gì để mà mình bám níu, không có cái gì là tôi, không có cái gì là chồng tôi, vợ tôi, tài sản tôi. Để lúc đó chúng ta mới thức tỉnh, chúng ta nỗ lực vừa đủ để ghê sợ, vừa đủ để kinh tởm cái thế gian này. Thì lúc đó mình mới có cái sự nỗ lực tu tập. Chứ còn không á, như hồi nãy năm cái truyền cái đó, dục cái, sân hận cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, những cái này á, nó che án. Bắt đầu mình mới thấy có sự thương mến, sự quyến liếm, dính mắc với cái thân ngũ quẩn này. Quyến liếm dính mắc những người thân. Đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là con tôi, đây là cháu tôi, đây là cha tôi, đây là mẹ tôi. Cái này thì khác. Đó là do cái gì? Cái dục cái, những cái tham muốn, cái dính mắc, nó trói buộc mình. Bây giờ mình phải thấy được cái bản chất của mỗi chúng sanh có cái định lực riêng. Bây giờ mình lo cho bản thân mình còn chưa có an ổn nữa. Mình còn bệnh tới bệnh lui, đủ thứ chuyện, thì làm sao bây giờ mà mình lo cho người khác được. Trong cái điều kiện thì bây giờ mình ấy thôi, mình hỗ trợ được chút nào hay chút nấy thôi. Chứ giờ nghiệp duyên của ai thì nấy gánh. Bây giờ do cái duyên nghiệp người này họ bị bệnh ung thư, bây giờ mình đâu làm sao mình gánh vác cái nỗi đau, cái bệnh nghiệp của người này được. Thành ra bây giờ mình hỗ trợ, giúp đỡ thuốc mê đó để cho người này giảm thiểu. Chứ giờ mình không thể nào mình gánh vác thay cái bệnh ung thư của người này được ha. Đó, thành ra khi mà chúng ta biết như vậy để gì? Để giảm thiểu bớt cái dính mắc
với những thân bằng quyến thuộc ở trong thế gian này, để mà mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu hành. Chứ còn có nhiều khi, chính vì cái dục dục cái nó quá mạnh, nó trói buộc mình, nó cản trở mình trên cái bước đường mà thực hành giáo pháp đó. Cho nên là chúng ta cần phải biết về cái định luật nghiệp báo của chính mình, rồi biết về những cái mối mà coi như trong cái tương quan, trong cái gia đình, trong cái xã hội, để mà từ từ để mình vượt thoát ra, mình vượt thoát ra những cái dính mắc, những cái chấp thủ này. Thành ra chúng ta tu tập để dung bồ trí tuệ và cải chánh tri kiến, để có một cái nhìn đúng đắn, đúng theo thực tánh thực tướng của các đối tượng, thì chúng ta sẽ lần hồi diệt trừ được những cái dính mắc, những cái tham ái của phiền não, thì chúng ta mới có sự tiến bộ để tu tập. Xin giải thích cái thắc mắc của hành pháp. Chúc chú nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, xa thu, xa thu. Chúng con xin kính tri ân sư đã chia sẻ thêm để cho chúng con được thêm sự hiểu biết. Dạ, xin con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ, Sít Quang Thanh nói không nghe được, chắc do mạng của Sít Quang Thanh thôi ạ. Vâng. Xin được con xin được xuống mic, răng mic cho đạo tràng. Dạ alo, dạ con xin cho con xin được hỏi một câu hỏi nữa. Dạ. Thì con như mới nãy sư nói là thiền không phải thực tập, không phải là trong thiền không, mà trong cuộc sống hàng ngày. Dạ, mà trong cuộc sống hàng mà sư nói là không cần phải cố gắng, nhưng mà tâm mình thì thường không nỗ lực cố gắng thì thường để tự nhiên thì nó lại đi lung tung hết thường, mà trong một ngày mà nói mà để ghi nhận thì nếu con thực tập thì chắc cũng giỏi lắm là được vài phút một ngày thôi, nếu còn không thì 24 giờ thì nó còn lại bao nhiêu giờ thì nó lan man, nó không có ghi nhận được. Vậy có những yếu tố và phương pháp nào, cái cách nào để giúp chúng ta nó có thể là tốt hơn ạ? Dạ, cái hơi thở đoạn không, vậy cái yếu tố nào là chính ạ? Dạ, sư cho con biết ạ. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư
Sue U Minh á, ngài nói á, cái sinh hoạt của tâm mình á, là nó là vậy á. À, nó cứ luôn luôn là trôi chảy. Ha, cái dòng tâm của mình là nó vậy. À, cái sinh hoạt của nó là gì? Là ít khi nào mà nó chịu sống ở trong cái hiện tại lắm. Ha, hay là bên các bài kinh bên Bắc truyền ta nói là tâm viên ý mã. Tức là quý vị thấy cái con vượn, con khỉ nó bao giờ mà nó nằm yên á, nó chạy nhảy, nó chiền cành này qua cành kia. Ha, còn con ngựa đó là nó rong ruổi. Rong ruổi nó chạy lang mang, chạy qua đầu này, chạy qua đầu kia, chạy qua cánh đồng này, cánh đồng khác. Ha. Đó, thì cái tâm mình á là nó lang mang giống vậy á. Ha. Nó là cái con, nếu mà mình không có sự tu tập thì nó là giống như con thú hoang vậy đó. À, bây giờ mình bắt đầu mình tập mà để mình khống chế nó. À, từ từ thôi, mình kềm chế nó từ từ. À, bây giờ mình cho nó một cái đề mục ha, là hơi thở ha. Đề mục là hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra. À, để gì? Giống như bây giờ mình tập và mình cột cái con ngựa lại. À, mình làm cái chuồng để mình nhốt cái con vượn, con khỉ lại ha. À, đó. Nhưng mà mình đừng có nó mới mà nếu mà mình siết nó quá, nó lồng lộn, nó quậy lắm ha. Nhưng mà mình biết, à, mình dỗ dành á, từ từ thôi. À hả, nó chạy đi thì nó trở về. À, nó chạy đi đem nó trở về. Thành ra ngài Hòa Thượng Sư Minh ngài nói á, mình đừng có cố gắng mình khống chế, mình đè nén nó ở yên ở trên đối tượng. Mình đừng cho là đối tượng này là tốt, đối tượng kia là xấu. Thấy không? Thì cái sinh hoạt của tâm là nó vậy đó. Nó phóng túng, nó chạy tới, nó chạy lui, không bao giờ nó nằm yên ở trên đề mục. Cho nên á, là cái vị hành giả ha, khi mà thực tập thiền tọa, thiền hành ha, thì mình cứ biết cái tâm nó chạy đi, đem nó trở về. Đừng có so sánh nói ở cái tâm mà nó định là ở trên đối tượng mới là tốt, cái tâm phóng dật là không tốt. Tại vì cái trạng ấy, cái sinh hoạt của tâm là vậy. Thành ra hả, cứ mỗi lần nó chạy đi mình đem về, cứ phóng dật mình hay biết, mình đem nó trở về trên đối tượng. À, cứ như vậy, dầu trong một cái thời thiền nó phóng dật 100 lần thì mình cũng hay biết, mình đem về. À, chứ mình đừng nói trời ơi cái thời thiền này sao mà nó phóng dật quá là không tốt, không có. Đừng có phân biệt đối tượng nào tốt, đối tượng nào xấu. Cái sinh hoạt của tâm là vậy, cái bổn phận của mình biết để hả nó chạy đi, mình đem nó trở về. Nó đang ở yên, mình biết nó đang ở yên ha. Trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng vậy. À, hả, mà mình có sự tỉnh thức, mình biết mỗi giây mỗi phút, mình biết vào cái công việc, cái quay nghi ngay trong giây phút hiện tại, biết. Mà hả, lỡ mà nó chạy đi thì biết, mình đem nó trở về, mình phản tỉnh, mình hỏi nãy giờ mình có chánh niệm không, là tự động nó trở về. À, nó chạy đi chơi, nó ham chơi lắm, tại vì nó rong ruổi từ quá khứ tới giờ rồi, nó ham chơi. À, thì mình cứ biết nó chạy đi, mình đem nó trở về, cứ chạy đi đem trở về vậy thôi. À, đó. Thành ra lúc đầu thì nó khó rồi đó. À, tại vì hồi đó giờ nó rong ruổi, nó ham chơi quen rồi,
Nhưng mà mình tập lần lần đến một ngày nào đó đó ha, nó biết nó đủ mạnh rồi, nó cũng chán nè, thì biểu nằm yên ở đây nha, đừng có đi chơi. À, lúc đó cái trí tuệ mình, chánh niệm tỉnh giác đủ mạnh thì lúc đó nó mới có thể nằm yên ở trên đối tượng, nơi mà có sự hay biết tỉnh thức. À, trong cái giây phút hiện tại nó dài hơn ha. Còn bây giờ á, nó giống như cái đèn chớp tắt vậy đó, nó hiện, nó sáng lên cái nó mất, nó sáng lên nó mất, nó sáng lên nó mất ha. Rồi lần lần nó sáng lên chút rồi nó mới mất, lần lần ha, nó sáng lên nó kéo dài được 2-3 phút rồi nó mất. Thì quý vị á, cái gì hành giả mà nếu mà mình quan sát cái tâm mình cũng vậy, lúc đầu mình mới vô á, mình ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà sự thật ra đó, cái mà mình hay biết tỉnh giác đó, ha, lúc đầu nhiều lắm đó, là được chừng 5 phút, còn nhiều là nó không giật không, nó chạy tùm lum rồi, ha. Nhưng mà rồi lần lần ha, 10 phút lên 15 phút ha, nó cứ nếu mà mình kiên trì, mình có sự nỗ lực thì cái chánh niệm tỉnh giác mình nó dần dần lên. Rồi lần lần đó thì cái đó nó đủ mạnh, nó mới kéo dài. À, nó mới khi mà cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ mình đủ mạnh, nó kéo dài thì nó mới có cái sự miên mật, không có kẽ hở để cho phiền não nó sanh vô, cái tâm nó không có phóng dật, nó chạy lung tung. À, thì bây giờ mình cứ tập vậy đó. À, nhớ là hồi đó giờ nó rong ruổi, nó là con dương, nó nhảy nó chìm lung tung rồi, nó là cái con ngựa, nó chạy nhảy, nó chạy chỗ này chỗ kia đầu nọ. Giờ mình ráng dần dần mình đưa nó trở lại, mình kiềm chế nó ha. Mà mình cứ từng bước, đừng có cố gắng đè nén, khống chế, áp đặt nó thì nó lồng lộn lên. À, nó quậy còn tai hại nữa. À, thành ra đó mình cứ dỗ dành từ từ luôn, cứ đầu phản tỉnh xem xét ha. Còn nếu trong cái thiền tọa mà nó chạy đi, mình đem nó về, nó chạy đi đem nó trở về. À, còn trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, cứ lâu mình tự phản tỉnh, mình hỏi nãy giờ mình có ai biết, có chánh niệm không ha. Cứ như vậy thì cái phương pháp, cái kỹ thuật thực tập là nó như vậy thôi. Đòi hỏi vị hành giả phải có sự nỗ lực kiên trì. À, thì mỗi ngày chúng ta cố gắng một chút, mỗi giờ mỗi giây phút chúng ta cố gắng một chút thì chúng ta sẽ dung bồi cái chánh niệm tỉnh giác, cái trí tuệ mình nó an ổn và sống tỉnh thức trong hiện tại. À, xin chúc hành pháp nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú, chúng con xin kính tri ân sư ạ. Như sư huynh hành pháp cũng nói như ban nãy, là theo con được nghĩ là chắc huynh nghĩ rằng là mình không cần nỗ lực cố gắng ở đây là sự như kiểu là mình dễ duôi á. Nhưng mà theo sư giảng thì con nghĩ là sư nói là mình cũng là tinh tấn nỗ lực, nhưng mà trong cái chánh niệm, trong cái tỉnh thức chứ mình không tinh tấn trong cái tâm tham ấy, như là muốn là phải dẹp được phiền não ngay, hay là muốn là phải có kết quả ngay, mà là phải qua thời gian thực tập và cũng là siêng năng tinh tấn ở đây là trong cái sự tỉnh thức chánh niệm, chứ cũng không phải là trong cái sự cố gắng nỗ lực bằng cái tâm tham của mình. Nếu mà bằng cái tâm tham thì chắc là nó sẽ gây ra nhiều những cái phiền não hơn. Theo con nghĩ như vậy,
Huynh hành pháp có muốn hỏi thêm gì thì xin Huynh giơ bàn tay ạ. Đã, con xin được dâng mic lên đạo tràng. Nam mô Thầy á, Nam mô Tham Mày á, Nam mô Sân Khai á. Quý vị phải hiểu cái lời dạy của Đức Phật về cái con đường trung đạo, ha, để mình áp dụng vào cái đời sống bình thường á. Thì hồi lúc mình chưa có hiểu biết á, thì mình sống mình buông lung, dễ vui, giải đãi, ha, nó cũng là cực đoan. Rồi khi mà mình hiểu biết Phật pháp một chút, cái bắt đầu cái mình nôn nóng, mình nôn nóng trong cái sự học, muốn học được cái pháp này, muốn học được pháp nọ, muốn thuộc được bài kinh này, muốn thuộc được bài kinh nọ, ha. Rồi cái bắt đầu thực tập, thì mình muốn đạt được kết quả như thế này, muốn đạt được kết quả như thế nọ. Muốn cái tâm mình là nó phải định tĩnh, muốn cái tâm định mình nó vững vàng, muốn cái này muốn cái kia, ha, thì mình phải nhớ rằng đó, dễ vui nó cũng là cực đoan, mà cái nôn nóng muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái khác, nó cũng là cực đoan. Đó, thành ra đó, sống thuận pháp tùy pháp là ở chỗ đó. Không? Bây giờ mình biết rồi, mình biết, nhưng mà mình không có vội, không có nôn nóng, tại vì cái pháp nó không có diễn biến như cái ý muốn của mình đâu. Tất cả là nó do nhân, do duyên. Không? Bây giờ cái mãnh lực của phiền não nó còn quá mạnh, mà cái trí tuệ của mình nó còn non yếu, thì nó giống như cái quả lắc đồng hồ đó, nó cứ chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, ha. Em biết vậy rồi, mình đừng có cố đè nén khống chế, ha. Ví dụ như bây giờ quý vị mà giữ mấy đứa bé đó, mình dỗ dành nó, mình dùng lời dịu ngọt, mình cho nó những cái món đồ chơi để nó chơi, thì nó mới ở trong nhà. Nhưng mà đâu phải nó ở nhà hoài, lát cái nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra thì mình khuyên nhủ nó, dụ nó trở vô. Vô đây. Cho kẹo nè, cho bánh nè, cho mấy cái món đồ chơi này nè, này kia nọ, dụ nó cho nó ở. Chứ còn bây giờ mình đè nén, ép nó, bắt thế này thế khác, bắt đầu nó khóc, nó la, nó quậy còn hơn nữa, ha. Thành ra đó, mình nhớ lời Đức Phật dạy, mình buông lung, dễ vui, để cho tâm mình nó phan diên theo trần cảnh là cực đoan. Mà bây giờ mình nôn nóng, mình muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, là gì? Cái tâm tham muốn của phiền não. Hai cái này cần phải loại trừ hết. Cho nên mình đi trên cái đường trung đạo, cứ từ từ, mình phải có sự nỗ lực tinh tấn, nhưng mà từng bước, chứ không có thể vội vã được, ha. Không có cái trường hợp mà tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời đâu. Có cái gì cũng phải có sự nỗ lực từng bước, ha. Chậm mà chắc, bước nào chắc bước nấy, đừng có vội vàng quá, chạy cho lẹ rồi dấp ngã, ha, trên cái con đường, cái sự thực hành giáo pháp thì nó đòi hỏi chúng ta phải từng bước, phải nỗ lực kiên trì, chứ không nên vội vàng. Thì quý vị thấy rằng cái lửa rơm nó phân, nhưng mà rồi nó mau tàn. Thành ra đó, cái đòi hỏi chúng ta cái từng bước để chúng ta thực hành,
nó đạt đến những cái kết quả tốt đẹp. Chứ còn nếu mà mình nôn nóng, mình vội vàng quá, thì có đôi lúc á, nó không đạt được kết quả. Cái bắt đầu cái tâm mình á, nó chán nản, nó lùi sụp, buông lơi, dễ vui, không còn thành cái giáo pháp. Thì cũng xin nói thêm để quý vị hiểu về cái con đường trung đạo của Đức Phật. Xin mời đạo tràng Nam Mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, chúng con xin kính tri ân Thượng tọa Pháp Thành đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay. Bây giờ cũng là thời gian cũng vừa phải lễ, còn có 3 phút nữa thì chắc là cũng không kịp đặt câu hỏi nào nữa đâu ạ. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng được kính tri ân Thượng tọa Pháp Thành đã từ bi thuyết giảng bài pháp ngày hôm nay, để đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui lợi ích dài lâu. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Còn kính cảm ơn đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Phong Hồn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng kinh Sám Hối Tam Bảo ạ. Và cũng kính thỉnh sư Pháp Thanh tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con xin được tụng phần Sám Hối Tam Bảo ạ. Út ta mang ghê na quan đề hà ba bằng sùng qua rút ta mang bút thể yo kha li tu đô sô bút thô kham ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quan đề hằng thầm mạnh cha đu vi thằng qua rằng thầm mê yo kha li tu đô sô thầm mô kha ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na quan đề hằng sang khanh cha đô vi thô ta măng sang khê yô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con xin kính dâng mách đến Thượng tọa Pháp Thanh để xin ngài tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phước báo trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mách đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. À, buổi sinh hoạt đến đây cũng vừa phải lẽ. À, cảm ơn cô Pháp Nguồn Đạo Cai đã sám hối. À, xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn với phước báo này kính dâng đến các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân. À, cầu mong cho các bậc hữu ân đạt đến những cảnh giới tốt đẹp an vui. Cầu mong tất cả chư tôn đức pháp thể ngang ngang. Chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử luôn luôn có sự an vui, nỗ lực tinh tấn tu tập. Cầu mong tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau. Cầu mong cho tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nuvavena sadaso thi phavantu te avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nuvavena sadaso thi phavantu te avatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuvavena